Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là một phim lan rừng tổng hợp. Thì phim này thì tổng hợp tất cả các loại lan rừng hoa đẹp mà bà con đi rừng con tum Tây Nguyên về nhé mọi người. Đó thì đầu tiên là hôm nay em có lan hoàng thảo lụa vàng nhé mọi người. Thì có hai loại, một phần hai phần rời, mỗi phần là giá 200.000 và một cái combo nguyên bản 300.000 gồm ba khúc nguyên bản kia. Hàng thảo lụa vàng. Tiếp theo là em có 4 phần bạch hỏa hoàng nhé mọi người. Hoa Tết rất là đẹp đây. Thì có giá là 250.000 phần. Thì em có 1, 2, 3, 4 phần. Rồi tiếp theo nữa thì em có loại lan kiếm hoa thuộc dạng đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên. Thì là kiếm bà nà nhé mọi người. Thì em có các loại 400.000 một dề. Thì có 1, 2, 3 dề loại 400.000 dề. Và có loại 600.000 dề đây. Và đặc biệt có một cái khúc nguyên bản 700.000 rất là to đẹp. Nó có cả kiếm bà nà lẫn cả những cái cây lan len, lan lộng ở trên luôn. À, hoa kiếm bà nà đây. Thì tí nữa em sẽ quay cụ thể hoa cho mọi người xem. Rồi tiếp theo nữa là em có hai loại lan hài hoa đẹp và quý hiếm nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên đây. Thì có đầu tiên là có lan hài vàng đây nhé mọi người. Giá 250.000 một phần. Một phần thì nó tầm cỡ 7 thân. Tiếp theo là lan hài vân. Đó, hoa cực kỳ đẹp luôn. Rất dễ trồng, dễ sóc. Thì có giá là 300.000 một phần. Thì một phần gồm 7 cây nhé mọi người. Rồi tiếp theo nữa thì em có một số loại lan, ví dụ như là có một cái phần đây này gọi là lan thập hoa nhé mọi người, hoa nhọn nhọn như búp sen rất đẹp, rồi có giá là 250.000 một phần đây nhé. Rồi tiếp theo nữa thì em có một cái dề lan lộng hoa vàng đây, cái loại lộng này lộng hoa rất là to, hoa cực kỳ to luôn, màu vàng rất đặc sắc. Thì các bác anh chị muốn xem mặt hoa thì em liên hệ Zalo em gửi mặt hoa cho xem. Rồi tiếp theo nữa thì em có ít phần lan này gọi là lan nhất điểm hoang nhé mọi người. Và hôm nay là hàng nguyên bản không, thì có ba cái combo, mỗi combo là ba khúc đây, thì có giá là 250.000 nhé mọi người. 1, 2, 3, mỗi combo ba khúc thì có giá là 250.000. Ngoài ra thì em có hai cái dề to đây, thì mỗi dề giá 250.000 luôn. Thì dành cho các bác anh chị thích chơi hàng nguyên một dề lớn đây. Rồi tiếp theo nữa thì em có một phần mỹ dung dạ hương đang nụ đây nhé mọi người. Có hai cây thôi, hai cây lá xếp mà được cái là hai cây to đẹp. Thì hai cây này có giá là 350.000 nhé mọi người. Về cho mọi người chơi hoa luôn, mỹ dung dạ hương để mình danh đệ nhất hương đêm nhé mọi người. Hoa cực kỳ đẹp và thơm. Tiếp theo nữa thì em có một khúc này gọi là đại bạch hạc nhé mọi người. Đại bạch hạc hoa to, năm cánh trắng, lưỡi vàng đỏ, vành lưỡi màu trắng rất đặc biệt. Có một khúc nguyên bản đây, thì nhiều anh chị dặn lắm, hôm nay có mới có một khúc đây thôi nha. Thì giá là 250.000. Tiếp theo nữa em có một cái dề kiều tua, rất là nhiều thân tơ đây, thì giá là 250.000. Rồi ngoài ra thì em còn có cái này gọi là lan quế lan hương nhé mọi người, hay còn gọi là quế trắng hoặc là quế tháng 8 á. Hoa siêu thơm luôn, hoa màu trắng cực kỳ thơm. Thì hôm nay em có 3 phần, đầu tiên là 2 phần rời. Phần rời thì mỗi phần nó được cỡ 5 cây nhé mọi người. Cỡ 5 cây thì giá là 200.000 một phần. Thì hôm nay em có 2 phần. Ngoài ra thì em có một cái dề nguyên bản đây, thì có giá là 250.000. Cho bác anh chị chúng ta mua hàng nguyên bản về chơi. Rồi tiếp theo nữa thì em có lan hoàng thảo vạch đỏ nha mọi người, một cái loại hoàng thảo cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay thì em có cả loại rời, loại nguyên bản, thì loại rời giá 250.000 một phần. Phần được rất nhiều, về mọi người tha hồ ghép. Và ngoài ra thì em có hai phần nguyên bản đây, mỗi phần thì có giá là 300.000 đây nhé mọi người. Một phần nó gồm ba khúc nguyên bản đây, giá 300.000 cho các bác anh chị chúng ta muốn chơi hàng nguyên bản về treo lên thôi. Rồi ngoài ra thì em còn có lan kiều vàng đây nhé mọi người, thì có các dề thì giá 200.000, thì có 200.000 một dề, thì có dề số 1, số 2, số 3, đó, mỗi dề là giá 200.000. Ngoài ra là có dề số 4 giá 250.000 và dề số 5 đây thì có giá là 300.000. Hàng nguyên dề hết nhé mọi người, về mọi người trồng rất là khỏe. Và kiều vàng thì hoa nó như vậy, hoa thành từng chùm đó, lưỡi vàng bệt rất đặc biệt. Rồi và cuối cùng thì em có ít cái dề giả hạt nhé mọi người. Thì cho các bác anh chị muốn sưu tầm giả hạt vùng rừng con tum, thì đây đều là những dề giả hạt bà con bốc rừng về. Thì đầu tiên là có dề giả hạt số 1 thì gồm 2 con kiến giá 250.000 nhé mọi người. Dề số 2 chưa moray nè, số 1 nhà ly, số 2, số 3, số 4. Số 2 chưa moray giá 350.000, số 3 chưa moray giá 350.000 luôn. Số 4 chưa moray đây có cái quả về cho các bác anh chị thổi hạt nha, là có giá 450.000. Ngoài ra thì em có một cái dề nguyên bản đây, nù lá nhựa rất đặc biệt, rất đẹp nha, và có đang lên được tới 5 cái mâm gốc luôn mọi người, 5 mâm gốc luôn thì giá là 700.000. Rồi thì trước hết là em xin giới thiệu mọi người là giả hạt trước nha. Thì mấy cái kia thì em giới thiệu sơ qua rồi, thì tí em sẽ quay cụ thể luôn từng loại. Rồi đầu tiên là cái combo giả hạt số 1 thì nó gồm 2 dề giả hạt gia ly. Đó, hai dề kín thôi nhé mọi người. Đây nè, dề kín thứ nhất đây.
thân tím, tím vàng đây. Rồi kích thước đây thì em để đến cạnh cái thước 50cm, mọi người dễ dùng kích thước nha. Rồi theo về số 2 đây, nù mập nè, nù mập đốt ngắn. Thân tơ là thân em đang cầm nhé mọi người, ngoài ra nó còn có một cái thân tơ nhỏ nhỏ này nữa. Đó. Rồi hai giờ này giá 250 nha, giờ ly. Tiếp theo là sang giờ giá hạt số 2, đây là giờ chimorai nhé mọi người. Đó. Đây nó hơi tối nên em để ra đây tí cho nó sáng nha. Rồi giờ này thì cái thân tơ nó là thân này, sắp tới sẽ sổ hoa thân này nhé. Độ dài thân tơ thì nó rơi vào tầm 25cm, thì nó gồm mà hai cấu tạo gồm hai thân da. Và mọi người xem là cái mầm gốc đang lên nè, mầm gốc lên rất là tím nè, lá tím rịm nè mọi người thấy không. Đó. Rồi gốc đang lên nha. Rồi về số giả hạt số 2, đây giờ chimorai nhé mọi người, giá 350. Rồi tiếp theo là về giả hạt số 3, hàng hôm nay là bốc rừng hết nhé mọi người, bốc rừng hết. Và hoa giả hạt chimorai với jali thì nói chung đẹp khỏi phải bàn luôn, cực kỳ thơm luôn. Rồi tiếp theo là về giả hạt số 3 này là về chimorai nhé mọi người. Độ dài thân tơ nó rơi tầm 30-31cm luôn, thân tơ là thân này, thân tơ khá là dài. À, một góc đang nhú lên mọi người thấy không, góc tím nè, nhú lên. Rồi rồi về số hạt số 3 này giá 350. Tiếp theo là em sang về sẽ hạt số 4. Giả hạt số 4 thì thân tơ là thân này, thân tơ thân này. Độ dài của thân tơ thì chắc phải tầm 50cm mọi người. Mầm gốc đang sưng lên đây mọi người thấy không. Đó, chuẩn bị trôi ra rồi nè, đang sưng lên rồi đó. Thằng này thì có mấy thân da được 1, 2, 3 thân da, 3 thân da còn tươi này và mấy thân da khô đây. Nguyên da nhé mọi người, về bốc rừng. Ngoài ra thì nó có một cái quả thì cho các bác anh chị chúng ta để khô nhé. Để cho quả nó khô rồi mọi người có thể ứng dụng chúng ta thổi hạt mà. À, có thể bỏ vào bình, cái bình xịt nhỏ nhỏ hòa chung với B1 rồi xịt vào mấy chỗ ẩm ẩm tí thì hình hên thì nó lên cái mầm rất nhiều. Đó, rồi thổi hạt nha. Cái đây thì cái thân da thì nó gãy trong rừng nhé mọi người. Đó, chả ảnh hưởng gì đâu, thân da mà. Rồi về số 4 chumorai này có giá là 450. Rồi tiếp theo là em giới thiệu mọi người về số 5, đây là về rất đặc biệt nha. Thì mọi người có thể thấy là nó gồm 1 2 3 4 4 cái mầm kín rất là nù mập đốt ngắn nè mọi người xem. À, và cái này nguyên bản nha, nguyên bản bám vào khúc cây luôn nè. À. Rồi và mọi người xem là mấy kín đây thì đều là chưa sổ hoa hết nhá. À, kín zin hết nè, nù mập nù ủ ủ. Và mọi người xem nè, cái đặc biệt của cái dề này á là mọi người xem nè, được một mầm gốc nè, rồi 2 3 4, bên đây nữa 5. Đó, 5 cái mầm gốc lần mọi người, 6 cái mầm gốc luôn, còn một cái nhỏ nhỏ phía trong nữa nè mọi người thấy không. À, bên cạnh cái mầm gốc lớn có một cái mầm gốc nhỏ, thì tổng cộng là 1 2 3 4 5, 6 cái mầm gốc. À, cái chùm ở giữa là nó ra được 5 cái mầm gốc, còn chùm bên đây thì ra được mầm gốc, à, tổng cộng 6 mầm đó mọi người, khủng khiếp không. Sắp tới mọi người về chăm nó lên 6 cái thân tơ nó mới đã. Rồi cái hàng hiếm như vậy thì mọi người tranh thủ sưu tầm nhé. Đây là cái dê đắc côi nhé mọi người, giả hạt đắc côi, nguyên bản đắc côi này có giá là 700.000. Rồi tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu mọi người là một số cái dề kiều nhé. Dề này là kiều kiều vàng nhé mọi người, kiều vàng của tôm đây, thì hàng nguyên dề hết. Loại kiều là loại lan rất dễ trồng, dễ chăm sóc luôn và hoa cực kỳ đẹp. Thì hoa đây thì mọi người có thể xem là cái hoa kiều vàng đó, hoa thành từng chùm dài. Mọi người về chăm cây nó khỏe thì cái chùm nó còn dài hơn nữa, cái lưỡi nó vàng bệt ra nè. À, đặc biệt là mấy cái phần vây cánh nó trắng, có cái trắng thì có cái nó có vàng vàng, ám ám vàng vàng nữa nhé mọi người. À, nhìn rất là đẹp, nhìn rất nên thơ nhé mọi người. À, các bác anh chị chơi lan rừng chúng ta cố gắng sưu tầm lấy một vài giò kiều về chơi. Rồi về kiều số 1 đây có giá là 200.000 nhé mọi người. À, được 1 2 3 4 4 thân có lá nhá, và rất nhiều thân già đây, nguyên một dề đây về 200. Tiếp theo sang dề số 2 đây, dề số 2 thì được 1 2 3 4 5 6 6 cái thân có lá nha mọi người, 6 thân có lá. Đó. Rồi nguyên dề đây, này thì nó cấu tạo gồm hai dề dính với nhau này. Đó, về mọi người đặt vào trong vòng chậu thôi là khỏe. Dề số 2 này có giá là 200.000. Rồi tiếp theo là sang dề kiều số 3, kiều vàng số 3 đây thì có giá là 200 luôn, thì được 1 2 3 4 5 6 6 cái thân tơ luôn nhé mọi người, và đóng thân da luôn, nguyên dề nó đây.
Đó, nhìn xanh tươi mướt mát. Rồi. Kêu mọi người với cứ về trồng vào gỗ lũa hoặc là chậu than vào thông được mọi người. Loại này rất dễ trồng nha. Để trồng dễ sóc, dễ cho hoa luôn. Tiếp theo là sang về số 4. Đây, về số 4 có khá nhiều phân già. Và đặc biệt có một số cái thân tơ thì mọi người xem nó đang sưng mắt lên nè. Sắp tới là có hoa chơi luôn nha. Đây, đó, mắt nó đang sưng lên nè. Thì để em đếm số thân tơ nha. 1 thân tơ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái thân tơ luôn nha mọi người. Nguyên về đây luôn. Giá 250 ngàn á. Có vòi nụ nè mọi người thấy không. Để chúng ta chơi hoa luôn. Rồi về số 4 này giá 250. Tiếp theo là em sang về số 5. Kiều vàng số 5 đây. Giờ này rất là to luôn. Thân nào thân nấy to uống nụ. Mọi người nhìn ha. Bóng nhoáng tím tím. Nguyên một về. Đầu tiên là nó nguyên về. Và thứ hai là em đếm số thân tơ nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái thân tơ đang có nụ nè. 8 cái thân tơ luôn mọi người. Thêm thân tơ đây nữa, 8 thân tơ. Và thân tơ nào thân tơ nấy mọi người xem. Rất là to khỏe, tím rịm luôn. Trên lá thì có cả địa y rồi, đồ nó mọc chung rồi. Nhìn nó kiểu hoang dã, hoang sơ. Đúng chuẩn hàng rừng luôn nha. Rồi giờ số 5 này có giá là 300 ngàn mọi người, nguyên về. Và mọi người kiếm cái khúc gỗ lũa chúng ta treo lên vậy là đẹp. Rồi, tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu mọi người là lan hoàng thảo vách đỏ nha. Thì em có 3 phần rồi đây, mỗi phần giá 250 ngàn. Đó, phần thì được đóng luôn, mọi người về trồng chắc ớn luôn. Đây, rồi, hoàng thảo vách đỏ thì hoa gồm 5 cánh trắng, hơi hơi ám vàng tí. Và đặc biệt là cái phần lưỡi nó có những cái đường vân nhìn như là mạch máu màu đỏ mọi người. Rất đẹp, rất đặc biệt. Đó, các bác anh chị chưa có, chúng ta có thể sưu tầm thêm về trồng nha. Rồi, đây hoàng thảo vách đỏ khu vực rừng Công Tâm. À, hàng mới rưng về luôn nên rất xanh tươi, mọi người yên tâm nha. À, về trồng cực khỏe luôn. À, rồi một phần về là giá 250, phần rời đây. À, ngoài ra thì em còn có 3 phần nguyên bản đây thì ngoài 2 phần nguyên bản đây thì mỗi phần có giá là 300 ngàn một phần nhé mọi người. Nó còn 3 khúc nguyên bản, cây bám chắc chắn vào khúc gỗ. Mọi người, các bác anh chị không muốn mất công ghép thì chúng ta mua nguyên bản và chúng ta treo lên luôn. À, rồi phần thứ nhất đây, phần thứ hai đây. À, nguyên bản hết nè, bản đều đẹp khỏe mạnh. Rồi, 300 ngàn phân nhé mọi người. Rồi, tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu mọi người là lan quế lan hương, hay gọi là quế trắng hoặc là quế tháng 8. Hoa cái loại này thì hoa nó siêu thơm luôn mọi người. Hoa rất thơm, thành từng chùm dài màu trắng nha. Và đây là cái của vùng rừng Công Tâm nhé mọi người. Hàng quế lan hương của rừng Công Tâm nó rất là hiếm luôn, hiếm khi thấy lắm. Mọi người để ý kênh em thì lâu lâu mới thấy có một đợt bán thôi. Hôm nay bà con về được ít mầm thôi nhé mọi người. À, thì được 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 về đây. À, 5 về này thì có giá là 200 ngàn nhé mọi người. 200 ngàn đây. Rồi đây, lần này cũng 200 ngàn, 5 về luôn. À, con về lớn và mấy về nhỏ nha. Rồi. Và ngoài ra thì em có một cái khúc nguyên bản đây. Đó, khúc nguyên bản đây, mọi người về chỉ biết treo lên thôi nha. Cây xếp dài nè, nhiều lá nè. Thằng này về chơi dậu đây, chơi hoa đủ ngán rồi. Rồi bám chắc chắn vào khúc cây nha. Về chỉ biết treo lên thôi mọi người. Rồi giờ này có giá là 250 nha. À, quế trắng của Công Tâm. Rồi tiếp theo nữa thì em có một cái dề kiều tua đây. À, dề kiều tua này thì có giá là 250 nha mọi người. Rất nhiều thân tơ mọi người để ý xem. Nguyên một dề nha. Hàng nguyên dề luôn. Cực kỳ nhiều thân tơ. Để em đếm số thân tơ cho mọi người xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Chắc phải tầm cỡ 25 cây thân tơ luôn mọi người. Rất là nhiều luôn. Đó, nãy giờ em đếm cũng hơi bị đuối. Rồi, hoa kiều tua này xếp về vẻ đẹp chắc là chỉ thua mỗi kiều dẹt thôi nhé mọi người. Hoa màu vàng, cánh tua rất đẹp luôn. Rồi, mà cái dề nguyên dề này có giá là 250. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu mọi người là khúc nguyên bản đại bạch hạc đây nha. Đại bạch hạc là loại lan rất là quý hiếm và các đặc điểm nó thì gần giống với cái vạch đỏ. Tuy nhiên là thằng này thì lá nó xanh đậm hơn và đặc biệt là thân nó lung lung ngắn hơn nhé mọi người. Rồi khúc nguyên bản đây nè, rất đẹp, có giá là 250 ngàn nhé mọi người. Các anh chị muốn sưu tầm hàng nguyên bản đẹp đẹp này thì chúng ta mua nha. Rồi đại bạch hạc thì 5 cánh trắng, hồng vàng, hồng vàng đỏ và đặc biệt cái phần vành lưỡi á, thì nó lại màu trắng, nó rất đặc biệt luôn. Hoa to thơm, rất là lâu tàn nữa.
Rồi, về này có giá là 250 ngàn nhé mọi người. Rồi, tiếp theo nữa em xin giới thiệu mọi người là cái hai cái dê Mỹ Dung và Hương đây. Đó, đây là hai cái dê lá xếp này mọi người, để ý xem, lá xếp dày rất là nhiều. Đó. Đây, dê thứ nhất và dê thứ hai đây. Và đặc biệt là cái dê này thì đang có tới hai vò nụ luôn. Dê này thì hai dê này thì có giá là 350 nha mọi người, Mỹ Dung và Hương, mình danh là đệ nhất Hương Đê. Hôm nay có hai cái dê lá xếp đây, thì các bác anh chị muốn chơi hàng đẹp độc thì chúng ta mua nha. 350 cái phần hai dê này. Rồi tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người là nhất điểm hoàng nha. Nhất điểm hoàng cũng là một cái loại lan hoa rất đẹp, và đặc biệt là hôm nay về được một số dê nguyên bản thì cho các bác anh chị chúng ta về chỉ việc treo lên thôi, hoặc đặt nhẹ vào trong chậu là xong, không phải ghép hay thuần gì nhiều. Đó, hàng này nguyên bản rồi. Và đây thì đầu tiên là có 3 phần, mỗi phần là 3 khúc nguyên bản, giá là 250 ngàn một phần nhé mọi người. Đây, 250 ngàn thì được 3 khúc này. Đó, rồi thứ hai cũng vậy, tương tự vậy, bám chắc chắn vào khúc gỗ nha mọi người, người cứ yên tâm về trong. Rồi rồi, 3 phần mỗi phần giá 250. Ngoài ra thì em có cái loại nguyên một dê đây nhé mọi người, dê thứ nhất nè, đó, đang nụ luôn mọi người thấy không, về chúng ta chơi hoa luôn nhé, này về chỉ việc treo lên thôi. Đó, cũng nguyên bản nó rất là đẹp, về đóng đinh chúng ta treo lên thôi. Rồi giờ này có giá 250 nhé mọi người. Tiếp theo nữa giờ đây cũng đang nụ nè mọi người thấy không. À, cũng nguyên một giờ luôn, 250 về chơi treo lên chơi luôn. Rồi nhất điểm hoa nhé mọi người, hoa năm cánh ám vàng, phần lưỡi cam cam đỏ đỏ. Mọi người chưa biết mặt hoa của nhất điểm hoa có thể là Google search nhé. Đều là nay đều là những cái loại hoa rất đẹp. Rồi tiếp theo nữa em xin giới thiệu mọi người một cái loại lan lồng rất đặc biệt. Loại lan lồng này thì em biết mặt hoa thì nhưng mà cái này thì nó chưa tới cái mùa hoa của nó nên là chưa quay được cái mặt hoa cho mọi người xem. Hoa thằng này hoa rất là to nhé, hoa rất to, là đặc biệt là nó năm cánh của nó màu vàng vàng á, nó còn thêm những cái đường sọc nhạt 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 á, và cái hoa nó dài, nó rất là dài hoa mọi người, nó kiểu như lan ngoại vậy á, thằng này rất là hiếm nha. Và cái khúc nguyên bản đây thì mọi người thử xem. Cây nó mọc đều, nhìn nó rất kiểu gọi là gì ta, nguyên sinh, nguyên sơ, nó bám chắc chắn vào khúc cây này. Rồi loại này thì cái dê này thì có giá là 300 ngàn dê nhé mọi người, các em có đúng dê thôi. Và các bác anh chị nếu muốn xem thử cái mặt hoa nó ra sao thì có thể nhắn tin vào Zalo của em rồi em gửi mặt hoa cho nha, xem rất là đẹp, hoa rất đẹp. Loại lồng cực kỳ hiếm này, thân củ lá tròn to. Rồi cái khúc nguyên bản này có giá là 300 ngàn nhé mọi người. Rồi và tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu với mọi người là cái lan này gọi là lan thập hoa nhé mọi người. Đây là lan thập hoa, này là một cái dạng đột biến của cái lan hương vani nhé. Hàng hương vani thì cái hoa nó cũng y chang vậy, tuy nhiên là màu sắc màu tím nó đậm hơn và hương thơm thì nó cũng hơi khác cái thằng này một tí. Đó, mỗi loại một kiểu. Cái đặc điểm của cái thằng này á, thì là cái thân nó vàng nhé mọi người. Thằng hương vani á, thì là cái thân nó thì là nó tím, thân tím, còn cái loại này thì thân nó lại màu vàng. Đó, mọi người để ý xem. Rồi và hôm nay thì em có hai dê đây, thập hoa đây. Đầu tiên là dê lớn nha, dê lớn đây. Đó, rồi thân rất là dài nên chắc chắn sẽ cực kỳ sai hoa luôn mọi người. Đó, và thứ hai là loại này. Thì mọi người chưa biết mặt hoa của thập hoa thì có thể lên Google search nha. Đó, hàng thập hoa cũng tâm đây. Nay có đúng một phần này thôi, có giá là 250 ngàn. Hoa thành từng chùm giống như là búp sen vậy mọi người, hoa búp sen và thơm nữa, rất là lâu tàn. Rồi hai giờ này thì có giá là 250 ngàn nhé mọi người, cho các bác anh chị sưu tầm. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu tới mọi người là lan Hải Vân. Hải Vân đây là một cái loại lan hài cực kỳ dễ trông, dễ em sóc luôn. Và nó là một cái loại lan hài hoa thuộc dạng đẹp nhất trong số những cái loại lan hài hiện có ở vùng đất Tây Nguyên này nhé mọi người. Đó. Đặc điểm của Hải Vân là lá thường to dài và mặt lá bóng nha mọi người. Đó, đây, hàng hôm nay thì về được ít phần, thì em cũng đã chia ra thành các phần nó tương đối đều nhau, đẹp, hàng rừng đây. Đó. Và lọc lửa không có hàng gãy dập, mọi người yên tâm nhé. Em quay qua sơ qua tí cho mọi người xem. Thì các cây thì nó đều đủ khả năng ra hoa hết rồi. Mùa hoa của Hải Vân ở tâm thì nó rơi vào tầm cỡ tháng 5, tháng 6 nhé. Mọi người về chăm thời gian nữa thôi, chúng ta được ngắm hoa luôn. Tới mùa hoa thì mỗi cây Hải Vân này nó sẽ cho lên một cái vòi và nở ra một cái bông hoa cực kỳ to luôn.
lưỡi tím tím xanh xanh, hai cánh cũng vậy, hai cánh tím, và đặc biệt cái phần vây lưng màu trắng nha mọi người. Trên vây lưng đó là nó có những cái đường vân màu xanh xanh tím tím rất đặc biệt. Mọi người lên Google search lan hài vân hoặc là hài vân nam thì nó sẽ ra ra hoa cho mọi người xem. Đó, hoa rất là to, đảm bảo mọi người trồng tới mùa nở hoa sẽ không phải thất vọng đâu. Cái loài này thì em trồng rồi chơi hoa rất đã nên là giới thiệu mọi người luôn. Rồi 300 ngàn một phân được 7 cây thôi nhé mọi người, 7 cây hài vân. Rồi tiếp theo nữa thì em cũng xin giới thiệu với mọi người một cái loại lan hài đẹp không kém. Và lan hài này có tên gọi lan hài vàng nhé mọi người. Một phần này thì gồm 7 cây, 7 thân. Cái đặc điểm của lan hài vàng đây thì là thân dài, xanh và đặc biệt gần gốc là tím nha mọi người. Loại này thì hoa nó nở vào dịp Tết cổ truyền, nên là bà con Việt Nam chúng ta mua chăm về chăm thì chờ tới Tết nhé. Tới Tết nở hoa rồi có thể là lấy ra ngồi đón khách luôn, hoặc là khoe với anh em bạn bè. Loại này thì hoa lan hài, trong số các loại lan hài Tây Nguyên thì cái loại lan hài vàng này thì hoa là thuộc dạng to nhất nha mọi người. Lưỡi vàng, hai cánh vây hai bên màu vàng, đặc biệt là phần cánh vây lưng là màu trắng ở giữa cái phần cánh vây lưng thì nó có những cái màu vàng vàng xanh xanh nhé mọi người, rất đặc biệt. Hoa cực kỳ to luôn, rất to luôn nhé mọi người, nở cả tháng, loại này thì nở bền lắm, nở chơi cả tháng luôn. Rồi một phần được tầm 7 cây và mọi người để ý xem là đợt này về toàn cây đẹp không nhé, toàn là cây về đẹp không. Rồi giá 250 ngàn một phần, được 7 thân nhé mọi người. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là lan bạch họ hoang. Đây là một cái giống lan cho hoa cực kỳ dễ thương luôn. Đây thì có một số cái bông hoa nó gần tàn rồi, nhưng mà em sẽ quay về cái mặt cấu tạo cho mọi người xem. Thì bạch họ hoang đúng như cái tên gọi của nó luôn, là năm cánh trắng, hồng đỏ, lưỡi vàng. Bạch nè, bạch là trắng nè, hỏa là đỏ nè, hoàng là vàng, đúng không mọi người thấy không? Năm cánh trắng, hồng đỏ, lưỡi vàng. Này nở hoa vào dịp Tết nhé mọi người, tức là từ đầu xuân đây, tầm cỡ tháng 1 trở đi là bắt đầu nó nở lai rai rồi, nó cứ nở hết bông này tới bông khác nữa, nở tới cả tận cái mùa này luôn nhé mọi người. Đây có những bông rất là to mọi người ha, rất là dễ thương luôn, loại lan cực kỳ dễ thương. Loại này thì mọi người có thể ghép vào gỗ lũa là được nha, loại này thì khá ưa gỗ lũa và cũng không cần phải thêm rong rêu gì đâu, nó cũng không ưa ẩm lắm. Rồi treo cao thoáng gió là được nhé mọi người. Đây một phần như vậy được mấy chục về luôn nha mọi người ha. Phần đây về có giá là 250.000 nhé, 250.000 một phần cho mọi người sưu tâm. Các bác anh chị chưa có bạch họ hoang thì chúng ta có thể mua hàng bạch họ hoang thì cái thân của nó nhỏ mọi người, cái thân cây của nó nhỏ lắm, cái đây là kiểu giống của nó chứ không phải là do cây non hay là cây bé gì đâu mọi người, cái giống của nó là nó nhỏ như ngón tay vậy thôi, rất là dễ thương. Rồi một phần này mọi người mua phần về theo hộ ghép giá là 250.000 một phần. Rồi tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu mọi người là lan hoàng thảo lụa vàng nhé. Lan hoàng thảo lụa vàng này hoa cũng rất là đẹp đây. Đây có hoa cho mọi người xem, thượng lãm luôn nhé. Đây đó, cái thằng này thì năm cánh trắng, hơi ám ám màu xanh xanh vàng vàng tí, đặc biệt là phần lưỡi vàng cùng với đó là hồng tím nha mọi người, hồng tím nâu đó. Cái loại này nó gần tàn rồi nên là chưa thấy được vẻ đẹp, lúc nó đang nở căng đẹp lắm mọi người. Rồi hôm nay thì em có hai phần rời đây nhé, một phần được nhiêu đây thì mỗi phần này là cái giá 200.000, như vậy là 200.000 này, đây cũng vậy, tương tự cũng 200.000. Đang mầm tơ rất là nhiều, mọi người về trồng mùa này rễ nó ra nhanh lắm mọi người, cái mùa đang lên mầm tơ trong rễ nó phi ra nhanh lắm. Rồi cái giá 200.000 phần, các bác này mua về làm giống nhé, loại này nó hiếm, hiếm hơn cả đơn cam luôn mọi người. Đơn cam thì em thấy nó còn nhiều hơn là cái loại hoàng thảo lụa vàng này. Rồi và đặc biệt là em có một cái phần nguyên bản, gồm 3 khúc nguyên bản đây. Đó, mọi người xem một khúc nè, đang mầm tơ lên chi chít nè mọi người ha, một khúc đây, hai khúc đây đó, bám chắc chắn vào khúc cây, rồi ba khúc đây đó, ba khúc hoàng thảo lụa vàng nhé. Ba khúc này thì có giá là 300.000 cho các bác anh chị chúng ta mua về làm giống nhé, hàng nguyên bản về chỉ viết mọi người treo lên thôi. Rồi ngoài ra thì em còn có ít cái dê này gọi là kiếm bà na nhé mọi người. Đây là loại lan kiếm hoa thuộc dạng đẹp nhất ở khu vực rừng Kon Tum Tây Nguyên này. Đó, hoa siêu to khổng lồ luôn. Và đặc biệt là cái hoa nó biến đổi màu sắc theo từng giai đoạn. Tức là cái lúc đầu nở ra như vậy, đó, mới nở thì hoa nó sẽ năm cánh trắng, cái lưỡi nó đường vạch vàng đây. Và cùng với thời gian nó cây nó sẽ bắt đầu nó sẽ tím lên nhé mọi người. Mọi người có thể thấy đây. Đó là nhờ nở thời gian nữa thì bắt đầu là lưỡi và cánh nó bắt đầu nó tím lên. Nó biến đổi theo thời gian rất đặc biệt nhé mọi người, thấy không?
Đó. Rồi và hoa to thơm nữa nhé mọi người. Đây là một trong số ít những cái loại lan kiếm mà cho hoa thơm nữa. Rồi và hôm nay thì em có ít dê đây. Đầu tiên là loại 400.000 dê thì em có 3 dê đây. Cái này nguyên dê mọi người, chỉ viết về đặt nhẹ vào chậu thôi nha. Trồng vào chậu vỏ thông. Rồi mọi người thêm ít cái giá thể giữ ẩm, ví dụ như là mùn cưa, mùn chấu gì là được nha. Và bổ sung thêm ít phân để tăng cường thêm chất dinh dưỡng là được. Rồi dê thứ nhất nè, dê thứ hai cũng 400 nè, nguyên dê. Dê thứ ba cũng 400. Đó, đây là một cái giống kiếm rất quý, mọi người chưa có chúng ta thể sưu tâm nha. Và đặc biệt là có cái dê lớn đây, có giá 600.000 này. Dê này rất nhiều thân tơ luôn mọi người thấy không? To khỏe, nguyên dê, thân tơ chi chít luôn. Rồi dê này giá 600 nhé mọi người. Ngoài ra thì em còn có một cái dê nguyên bản luôn. Thì mọi người thể để ý trong tự nhiên là cây kiếm bà nà đây thì nó cũng sống ở trên cây. Ngoài sống bám trên đá thì nó còn sống trên cây nữa nhé mọi người. Đó, và những cái thân, cái gốc của nó hình thành nên tạo nên cái giá thể này nó sống luôn. Đó, mọi người thấy không? Trong tự nhiên thì nó cái phần rễ nó khá là ẩm. Đó, ngoài ra thì trên cái dê này thì nó còn có những cái cây lan lộng nè mọi người. Lan lộng rất đẹp, nó tạo nên giống như một cái hệ sinh thái nhỏ nhỏ vậy. Đây, nguyên một dê nguyên bản đây nhé mọi người. Và mọi người chỉ biết nối dây treo lên thôi. Rồi dê này có giá là 700.000 nhé mọi người, 700.000. Giờ kiếm bà nà nguyên bản đây, rất đẹp. Có những cái cây lan len, lan lộng mọc trên. Khúc này khá là nặng nên là lúc gửi thì sẽ gửi xếp thương nha mọi người nhé, cho đỡ tốn cước. Thương thì từ lúc gửi tới lúc nhận thì nó rơi vào tầm cỡ 4 tới 5 ngày. Đó, mà chả ảnh hưởng gì tới lan đâu mọi người, nguyên bản mà, gửi cả tuần chả sao. Rồi giờ kiếm bà nà này có giá là 700.000 nhé mọi người, 700.000. Rồi và hôm nay thì em đã giới thiệu xong thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua loại lan nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh nhanh. Có những cái nguyên bản to to nặng nặng thì em có thể em gửi thương để đỡ tốn cước cho mọi người hơn nha. Thì thương thì từ lúc nhận tới lúc gửi rơi vào tầm 4-5 ngày. Từ lúc gửi tới lúc nhận rơi vào tầm cỡ 4-5 ngày. Còn lại những cái nhẹ nhẹ gọn gọn thì em gửi ship nhanh cho nó khỏe lan. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo của kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên ạ.